Vâng, xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Vietnam Style sẽ hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một trận đấu cờ sugi chuyên nghiệp Nhật Bản trong khuôn khổ giải kỳ thánh chiến lần thứ 94. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng loại để xác định người nào sẽ là người được giành quyền thách đấu với kỳ thủ đang nắm giữ danh hiệu kỳ thánh lần thứ 93 của Sugi Nhật Bản, đó là kỳ thủ Sota Fuji. Như chúng ta đã biết, ngày hôm qua 19 tháng 3 năm 2023 thì Sota Fuji đã thắng Akira Watanabe Kyo, tức là vương tướng, danh hiệu vương tướng trong trận đấu thứ tư của giải tranh danh hiệu và đã giành danh hiệu thứ 6 của mình và đạt được cái danh hiệu là cầu kỳ thủ trẻ nhất trong giới cờ sugi chuyên nghiệp Nhật Bản trong lịch sử, đã vượt qua Hayabu Yasuharu để mà trở thành kỳ thủ trẻ nhất trong lịch sử cờ sugi Nhật Bản, nắm giữ 6 danh hiệu. Và ngày hôm nay Vietnam Style sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trận đấu chung kết để xác định người sẽ thách đấu danh hiệu kỳ thánh, tức là Kishi của Sota Fuji năm nay. Và trận đấu hôm nay là trận đấu diễn ra giữa hai kỳ thủ, một kỳ thủ rất nổi tiếng mà chúng ta đã quen thuộc từ lâu, đó là Hayabu Yasuharu, kỳ thủ là tượng đài trong thế giới cờ sugi Nhật Bản. Trước Sota Fuji thì anh là một người, và hiện tại vẫn giờ vẫn là một người rất được nhiều người mến mộ và là người nổi tiếng nhất. Về đối thủ của Hayabu Yasuharu hôm nay là kỳ thủ Asuto Saito, là một kỳ thủ mới trẻ năm đánh so với Sato Fuji, hoặc là so với Hayabu Yasuharu thì kỳ thủ này là một kỳ thủ mới nổi và cũng đã để lại nhiều ấn tượng trong cái thế giới cờ sugi của Nhật Bản khi mà ta bước vào chuyên nghiệp trong không lâu. Về trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ Nhật Bản, tức là 8 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2003 giờ Đông Dương Việt Nam, diễn ra tại viện cờ Kaikan, tức là trụ sở chính của viện cờ Kaikan Nhật Bản. Và mỗi kỳ thủ sẽ có thời gian chính để mà suy nghĩ là 4 phút. Sau thời gian 4 phút thì mỗi kỳ thủ sẽ có 1 phút để sau thời gian chính của mỗi trận đấu sẽ là mỗi kỳ thủ có 4 giờ để mà suy nghĩ. Sau 4 giờ suy nghĩ thì mỗi kỳ thủ sẽ có 1 phút để quyết định cho nước đi của mình. Và đây sẽ hứa hẹn một trận đấu rất là hấp dẫn, ai sẽ là người giành quyền thách đấu đối với Sota Fuji và hoặc là Hayabu Yasuharu, hoặc là Saito Asuto. Vâng, ai thì cũng sẽ đem lại sự hấp dẫn. Nếu như là Hayabu Yasuharu thì sẽ đem lại một sự hồi hộp chờ đợi giữa hai kỳ thủ gạo cội, và đối với Saito Asuto thì sẽ tạo chúng ta những cái mới mẻ và sẽ hứa hẹn rất nhiều cái điều thú vị trong cái chuỗi trận mà thách đấu danh hiệu kỳ thánh Kishi. Vietnam rất hân hạnh được đưa tin về diễn biến trận đấu đến quý vị khán giả. Cầu mong là sẽ chúc quý vị khán giả một ngày thứ hai đầu tuần tràn đầy năng lượng, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong công việc. Đồng thời sẽ có những cái giây phút thư giãn thoải mái bên diễn biến trận đấu, cũng như là sẽ học hỏi được những nước cờ mạnh mới và sẽ nâng cao cái kỹ thuật, kỹ năng đánh cờ của bản thân mình. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Vietnam Style sẽ hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một trận đấu cờ sugi chuyên nghiệp Nhật Bản trong khuôn khổ giải kỳ thánh chiến lần thứ 94. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng loại để xác định người nào sẽ là người được giành quyền thách đấu với
kỳ thủ đang nắm giữ danh hiệu kỳ thánh lần thứ 93 của Sugi Nhật Bản, đó là kỳ thủ Sota Fuji. Như chúng ta đã biết, ngày hôm qua 19 tháng 3 năm 2003 thì Sota Fuji đã thắng Akira Watanabe Kyo, tức là vương tướng, danh hiệu vương tướng trong trận đấu thứ tư của giải tranh danh hiệu, và đã giành danh hiệu thứ sáu của mình và đạt được cái danh hiệu là cầu kỳ thủ trẻ nhất trong giới cờ sugi chuyên nghiệp Nhật Bản trong lịch sử, đã vượt qua Hayabusa Yoshiharu để mà trở thành kỳ thủ trẻ nhất trong lịch sử cờ sugi Nhật Bản, nắm giữ 6 danh hiệu. Và ngày hôm nay Vietnamese Style sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trận đấu chung kết để xác định người sẽ thách đấu danh hiệu kỳ thánh, tức là Kishi của Sota Fuji năm nay. Và trận đấu hôm nay là trận đấu diễn ra giữa hai kỳ thủ, một kỳ thủ rất nổi tiếng mà chúng ta đã quen thuộc từ lâu, đó là Hayabusa Yoshiharu, kỳ thủ là tượng đài trong thế giới cờ sugi Nhật Bản. Trước Sota Fuji thì anh là một người, và hiện tại vẫn giờ vẫn một người rất được nhiều người mến mộ và là người nổi tiếng nhất. Về đối thủ của Hayabusa Yoshiharu hôm nay là kỳ thủ Asuto Saito, là một kỳ thủ mới trẻ năm đánh so với Sota Fuji, hoặc là so với Hayabusa Yoshiharu thì kỳ thủ này là một kỳ thủ mới nổi và cũng đã để lại nhiều ấn tượng trong cái thế giới cờ sugi của Nhật Bản khi mà ta bước vào chuyên nghiệp trong không lâu. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ Nhật Bản, tức là 8 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2003 giờ Đông Dương Việt Nam, diễn ra tại viện cờ Kaikan, tức là trụ sở chính của viện cờ Kaikan Nhật Bản. Và mỗi kỳ thủ sẽ có thời gian chính để mà suy nghĩ là 4 phút. Sau thời gian 4 phút thì mỗi kỳ thủ sẽ có 1 phút để sau thời gian chính của mỗi trận đấu sẽ là mỗi kỳ thủ có 4 giờ để mà suy nghĩ. Sau 4 giờ suy nghĩ thì mỗi kỳ thủ sẽ có 1 phút để quyết định cho nước đi của mình. Và đây sẽ hứa hẹn một trận đấu rất là hấp dẫn, ai sẽ là người giành quyền thách đấu đối với Sota Fuji, và hoặc là Hayabusa Yoshiharu, hoặc là Saito Asuto. Vâng, ai thì cũng sẽ đem lại sự hấp dẫn. Nếu như là Hayabusa Yoshiharu thì sẽ đem lại một sự hồi hộp chờ đợi giữa hai kỳ thủ gạo cội, và đối với Saito Asuto thì sẽ tạo chúng ta những cái mới mẻ và sẽ hứa hẹn rất nhiều cái điều thú vị trong cái chuỗi trận mà thách đấu danh hiệu kỳ thánh Kishi. Vietnam rất hân hạnh được đưa tin về diễn biến trận đấu đến quý vị khán giả. Cầu mong là sẽ chúc quý vị khán giả một ngày thứ hai đầu tuần tràn đầy năng lượng, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.